bỗng ra đi. Hãy nói cho em những điều từ lâu anh giấu. Dẫu em có lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Sài Gòn, trời xanh có phố xa xa mọi nẻo đường. Ngày mai tươi thắm nơi nắng buồn lên nhai. Nắng Sài Gòn, tìm mãi chưa thấy chiếc áo màu xanh xanh. Nhờ ơn tia nắng kia giúp người yêu anh. Gác lạnh về khuya cơn gió lùa. Chữ G tiếp tục. Gió lên rồi căng buồm tha lưới, gác chèo lên ta nướng cô khoai. Họ ơi, nhậu cho tiêu hết mây chạy. Khoan hơi khoan họ bỏ ghe mà nghiêng ngựa ơi ơi. Bây giờ sẽ là chữ D, chữ công xong rồi, bước sang chữ đoàn. Xin mời. Đồng chí ơi, người chiến sĩ giải phóng quân Việt Nam anh hùng, thần đồng tổ quốc. Anh đi về đâu, từ Quy Nhơn đến Biên Hòa, vượt qua sông Bé hoài hùng về quốc lòng thầy chiến. Dấu nào cũng được. 2, 1. Oh, yeah, yeah. I love you tired by tomorrow. Oh, I love you more than I can say. Tôi cũng có nghe là không phải ô ô dè dè mà là wow wow dè dè. Ô ô dè dè. Tiếp tục. Oh, Carol, anh đã đến vì yêu nàng. Mắt môi nàng đắm say như hoa hồng bao sớm. Hỏi bên này hành khúc, bên này hành khúc, bên này nhạc ngoại quốc, bên này nhạc nước ngoài. Tiếp tục, bây giờ sẽ là chữ A. 1, 2. Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang, Cửu Long Giang trong trào nước xoay, Cửu Long Giang trong trào nước xoay. Ai đã từng nghe tiếng tiêu đoàn, tiếng tiêu đoàn 307. Vui xuất quân tiêu đoàn năm ấy, cả tiêu đoàn thế giới sao vàng, người chiến sĩ tiếc gì máu rơi. Vui xuất quân tiêu đoàn năm ấy, nguyện một lòng gìn giữ non sông. Anh em ta về cùng nhau, ta sum họp này 1, 2, 3, 4, 5. Anh em ta về cùng nhau, ta quay quần này 5, 4, 3, 2, 1. Hãy quay nhìn nhau đi, ba cầm tay chắc nhé, không muốn ai chia lìa. 4, nhớ rằng chúng ta 4 về anh em một nhà. 5, nhớ mãi tình này trong câu ca. Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh. Em nhắn gió mây mang anh đến đây. Đến với em, một lần đến với em. Cho đêm nay thôi, không còn cô đơn. Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Như năm bông hoa nở cùng một cội. Như năm ngón tay trên một bàn tay. Đã xung trận cả năm người như một. À, hai đội đã hoàn thành xuất sắc chủ đề công đoàn. Họ có rất nhiều trữ lượng các bài hát, từ trữ tình cho đến các hành khúc. Bên này hát march, bên này hát 2-4, vân vân và vân vân. Cuối cùng, quý vị quyết định đội chiến thắng về nhất là đội. Chiến thắng về nhất là đội B, về nhì là đội A. Hai đội đều nhận quà của nhà tài trợ nước tăng lực cao cấp Sting.
là sang. Nhìn tương lai huy hoàng đoàn ta bước lên đặt cùng thiên an hát vang. Nào anh em ta cùng nhau sông pha lên đàn kim hồn tình ta. Ta nguyện đồng lòng hiến tổ nước đi. Xin cảm ơn. Trong đêm nay cùng em tỏa sáng. Lần đầu tiên xuất hiện sư dương trắng da ban đêm Nivea. Bóng dáng em vẻ đẹp tinh khôi. Và em thầm ước với công thức ngăn ngừa sắc tố melanin cùng vitamin E nhẹ nhàng thấm sâu vào da khi bạn ngủ, cho làn da trắng tươi trẻ bạn hằng mơ. Vẫn đầy tự tin. Lăn khử bụi mát lạnh Nivea Aqua Cool cho nam mới, cho cảm giác khô thoáng và mát lạnh cả ngày. Hello? Có ai không? Hello? Suốt vội cả ngày với quà tặng 50.000 đồng từ S-Phone. Mỗi tháng một ngày, liên tiếp 12 tháng. Khi mua 2 cốc sữa Milky US 180ml hoặc 3 cốc 110ml, bạn có được một ly thủy tinh tuyệt đẹp. Hãy sưu tập toàn bộ ly thủy tinh thế giới trong tầm tay. Milky US nuôi dưỡng tương lai, tạo dựng nhân tài. Cái dấu mũi mới dành cho trẻ em mình thử đi mẹ. Chỉ sau một thời gian ngắn, mũi bắt đầu cắn bé. Bé bị sốt xuất huyết rồi. Đừng để nguy cơ này xảy ra với con của bạn. Hãy dùng sốt heo để chứng minh hiệu quả chống mũi tối đa. Bây giờ cháu đi, con chỉ dùng sốt heo thôi. Once you try, you like it. Kimco. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Bạn nghỉ học, mình bệnh. Tụi mình học về loại vật. Con phải nói con phải nói cạp, 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 cạp thôi. Enfagro A cộng mới có hệ 10 dưỡng chất alpha thông minh và thêm 2 chất sơ prebiotic giúp bé phát triển trí não và tăng cường miễn dịch. Biết cái mặt nó sao không? Không biết. Không nói gì hết. Nó không biết nói. Enfagro A cộng mới, bé khỏe hơn, học giỏi hơn từ Nick Johnson. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị, vòng 2 gồm có 4 chủ đề và mỗi chủ đề sẽ mang theo 4 nốt nhạc. Vẫn có nốt nhạc may mắn và giành quyền ưu tiên mà đáp không đúng vẫn mất một lượt, nhưng lần này các bạn không cần phải chọn nốt nhạc, chỉ cần chọn chủ đề âm nhạc sẽ vang lên và ngân hàng điểm sẽ vơi dần đi. Nếu các bạn bấm chuông nhanh điểm cao, bấm chuông chậm điểm ít, và quá trễ khi nhạc dừng lại rồi không còn điểm nữa. Thưa quý vị và các bạn, 4 chủ đề của vòng 2 gồm có: thứ nhất rừng núi, thứ hai sông biển, thứ ba đất trời, và cuối cùng là chủ đề hoa lá. Thí sinh có số điểm ít hơn được quyền ưu tiên chọn trước. Xin mời bạn Thúy Ngân. Em chọn chủ đề đất trời ạ. Chủ đề đất trời bắt đầu. Xin mời bạn Phương Thúy. Bài ca đất phương Nam ạ. Bài ca đất phương Nam. Phương Thúy tiếp tục lựa chọn. Dạ em chọn chủ đề hoa lá. Bây giờ sẽ là chủ đề hoa lá. Đây là bài Màu Hoa Đỏ. Chúc mừng. Nốt nhạc may mắn giúp bạn ghi thêm điểm. Hãy hát một đoạn trong ca khúc này. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ bản tranh.